Sáng 14 tháng 10, Công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết đã triệu tập 7 người liên quan trong vụ việc hành hung người đàn ông làm thơ đăng trên Facebook phải nhập viện. Tại cơ quan công an, 7 đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình và nói rằng nguyên nhân chính dẫn đến vụ hành hung là do bài thơ của ông Lưu đăng lên Facebook khiến họ cảm thấy bị xúc phạm. Do tức giận nên cả nhóm đã đi xe ô tô đến nhà yêu cầu ông Lưu gỡ bài đăng. Tại nhà ông Lưu, giữa nhóm đối tượng và ông Lưu xảy ra cự cãi. Sau đó, cả nhóm đã lao vào đánh ông Lưu để dạy cho ông này một bài học dẫn đến thương tích. Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin một người đàn ông là ông Ngô Văn Lưu, 55 tuổi, ở thôn Thượng Bắc, bị nhóm người hành hung dẫn đến nhập viện sau khi ông làm bài thơ đăng lên mạng xã hội Facebook. Hiện vụ việc đang được chuyển cho Công an huyện Lệ Thủy thụ lý điều tra. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt Hoàng Đức Trung, Trung Mọi và Nguyễn Hòa Nam, Nam Cây Thị, hai kẻ cầm đầu vụ ẩu đả vào ngày 22 tháng 6 tại một trung tâm hội nghị tiệc cưới ở phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết quả điều tra, vào khoảng 20 giờ ngày 22 tháng 6, trong tiệc cưới của anh NHMM, con trai ông NCM, ngụ phường 13, quận Phú Nhuận, nhóm của Hoàng Đức Trung, biệt danh Trung Mọi, xảy ra xô xát với nhóm của Nguyễn Hòa Nam, Nam Cây Thị. Vụ ẩu đả khiến Nam bị thương và nhiều tài sản tại tiệc cưới bị đập phá. Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định vụ việc mang dấu hiệu của một cuộc thanh toán giữa các băng nhóm. Đến ngày 4 tháng 10, PC02 đã bắt giam Hoàng Đức Trung và Nguyễn Hòa Nam, hai kẻ cầm đầu băng nhóm. PC02 kêu gọi các đối tượng còn lại liên quan vụ án gồm Lê Kim Long Vũ, Vũ Mụn, sinh năm 1993, Ngô Văn Dũng, Dũng AK, sinh năm 1995, Nguyễn Ngọc Hòa, Kiến Lửa, sinh năm 1989, Nguyễn Quang Vinh, sinh năm 1991, Nguyễn Hoàng Anh Phúc, sinh năm 1996, Phạm Quang Linh, Bí Dép, sinh năm 1991, Nguyễn Minh Sang, Sang Ngọ, sinh năm 1990 đến trình diện tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tại số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Những ai bao che những kẻ này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.